Hello there, welcome back. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thầy An. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần Looking Back, Unit 1 chủ đề A Long and Healthy Life của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success. Okay, now are you ready? Let's get started. Now, the first part, pronunciation. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần phát âm. Okay, okay here we have circle the common pronunciation of the underlying auxiliary verbs then listen and check, then practice saying the conversations in pair. Trong phần này chúng ta sẽ khoanh tròn phát âm của những cái động từ, của những trợ động từ được gạch chân. Sau đó chúng ta sẽ nghe và kiểm tra lại và sau đó chúng ta sẽ thực hành luyện đọc những cái đoạn này. Ok? Now number one, doctor, have you been examined? Yes. Bạn đã kiểm tra chưa? So, how have you Right, have you been examined exam Yes, bạn đã kiểm tra chưa? Nam Yes, I have Right, có, tôi đã kiểm tra rồi Okay Now, listen and check Bây giờ chúng ta sẽ nghe và kiểm tra xem là Chúng ta đã chọn đúng hay chưa nhé Have you been examined yet? Yes, I have Have you been examined yet? Yes, I have. Alright, have you been examined? Yes, yes, I have. Right. Now, number two, trainer, người huấn luyện. Can you do these exercise routines? Bạn có thể tập thực hiện cái thói quen tập thể dục này không? Okay. Can you do the exercise routine? Bạn có thể thực hiện thói quen tập thể dục này không? Can Okay. Nam. Yes, I can. Right? Có thể có thể. Now, listen and check. Can you do, you do this, this exercise, exercise routine? routine? Yes, yes, I can. Can, can you, can you, do, you do, do this exercise, exercise routine? routine? Yes, yes I, I can. can. Okay. Can you do this exercise routine? Can. Can. Can you do the exercise routine? Yes, I can. Yes, I can. Ok, very good Một bạn sẽ đóng vai là doctor, bác sĩ Một bạn sẽ đóng vai nam Một bạn sẽ đóng vai trainer Một bạn sẽ đóng vai nam Chúng ta sẽ thực hành luyện đọc những cái đoạn hội thoại này nhé Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại Alright, now let's move on to the next part Ok, now the second part, vocabulary Chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, phần từ vựng. Filling a gap with one word you the words you have learned in this unit. Okay. Chúng ta điền vào chỗ trống với một từ, sử dụng những từ mà chúng ta đã học ở trong unit này. Okay. Number one, we need to down on fat food if we don't want to from heart disease in the future. We need to cut down on fat food if we don't want to suffer from heart disease in the future. Chúng ta cần phải cắt giảm cái lượng đồ ăn nhanh nếu mà chúng ta không muốn mắc bệnh về tim trong tương lai. Ok? Now number two, out regularly and having a diet are the key to a healthy lifestyle. So here, working out regularly and have a a balanced diet are the key to a healthy lifestyle. Ok, uh, tập thể dục điều đặn và có cái chế độ ăn cân bằng là chìa khóa để có một cái đời sống lành mạnh. Right? Number three, antibiotics are not used in the of diseases caused by vi, vi viruses. Antibiotics are not used in the treatment of diseases caused by viruses. Okay, viruses. Thuốc kháng sinh không được sử dụng để điều trị những bệnh do virus gây ra. Okay. Để điều trị những bệnh do virus gây ra, chúng ta phải tiêm ngừa vaccine. Okay. Very good. Now the next part is grammar. Chúng ta sẽ đi vào phần ngữ pháp. To the underlying part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct us. Ok, chúng ta sẽ uh, chọn những cái phần được gạch chân mà được phát âm sai trong câu, trong mỗi câu. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa lại sao cho đúng. Ok, tức là trong một câu với những từ được gạch chân sẽ có một chỗ bị sai. Chúng ta sẽ tìm ra chỗ sai và sửa lại cho đúng. Ok, number one, my grandfather has gone to hospital last month. He's fine now. So, has gone? No, when? When, okay? Because we had last month. Đúng, không? đúng không? Trong câu mà có gì? Last month. Như vậy, động từ chúng ta phải chia thì quá khứ đơn. Ok, bố của tớ đi đến bệnh viện vào tháng trước. Bây giờ thì ông ông tốt rồi. Ok, ông khỏe rồi. Ok. Number two, life expectancy has been very low in the past. Now it is higher. So, which one? Here, was. Okay, why? In the park. Trong câu có gì? In the parks. Như vậy, động từ của chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Okay, life expectancy was very low in the past. Now it is higher. Tuổi thọ thì rất là thấp. Ở quá khứ thì rất là thấp bây giờ thì nó cao hơn rồi. Okay, number three, my father used to do a lot of exercise since he was young. So which one? Since? No, when. Okay, why? Used to, used to do a lot of exercise. Okay, used to tức là đã từng, đã từng. chỗ này chúng ta không được chia đã từng. cấu trúc gì? Used to do something là đã từng làm cái gì đó là một hành động diễn ra trong quá khứ ok như vậy ở đây chúng ta không sử dụng xin bởi vì sao bởi vì trước xin sẽ là thì hiện tại hoàn thành đúng không như vậy ở đây chúng ta sẽ thay đổi xin bằng when ok my father used to do a lot of exercise when he was young bố tôi đã từng tập thể dục nhiều khi ông còn trẻ ok Number four, I was ill last week and didn't do much exercise so far this week. Uh, so which one? Didn't do, haven't done. Haven't done, right? Why? Because we had so far, right? Trong câu mà có so far thì động từ sẽ chỉ ở thì hiện tại hoàn thành, right? Chủ ngữ là ai thì ở đây sẽ là haven't done, okay? Have cộng với participle. Okay, I will use last week and haven't done much exercise so far this week. Uh, tuần trước tôi bị ốm và tôi đã không làm bài tập nhiều cho tới bây giờ, cho tới tuần này. Okay, very good. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần looking back. Unit 1 chủ đề A long and healthy life của sách Tiếng Anh lớp 11 Global Success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.